mà trận đấu giữa hai câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và Sài Gòn bắt đầu là lúc 18 giờ ở Thanh Hóa, nhưng nhiệt độ vẫn vào khoảng 35 độ C, vẫn còn nắng. Trong trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi thì đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa xuất phát với đội hình gồm có thủ môn Nguyễn Thanh Diệp mặc áo số 25, số 4 Đàm Tiến Dũng, số 5 Nguyễn Minh Tùng, số 8 Jose Paulo Pinto. Đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa là ông Ljubo Petrovic. Ở trận đấu này thì đội khách Sài Gòn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Phùng Thanh Phương sẽ chơi với đội hình gồm có số 36 thủ môn Phạm Văn Phong. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và Sài Gòn đã được bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu thì đội chủ nhà Thanh Hóa trong bộ quần áo màu vàng ở phần sân phía tay trái mà các bạn. Lê Văn Thắng, đứng chỗ đâu? Không được. Quả phát bóng lên cho cầu thủ Sài Gòn. Số 10 của đội chủ nhà Đông Hà Thanh Hóa Lê Văn Thắng vừa có một tình huống thoát đi, nhưng ở cú chạm bóng cuối cùng không hoàn toàn là một tình huống dứt điểm. Đó chỉ là một nỗ lực đưa bóng vào của Lê Văn Thắng vì góc đã là quá hẹp. Vieira bị phạm lỗi. Phút thứ 10 của trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Sài Gòn, tỷ số vẫn đang là không đều. Quay phá qua người của Quốc Vương, tạt bóng vào, tỷ số là 1-0 cho Đông Á Thanh Hóa. Người ghi bàn trong tình huống vừa rồi là số 93 Paulo Silva. Bàn thắng thứ hai của Paulo Silva ở mùa giải năm nay, và đó cũng là bàn thắng được ghi trên sân nhà Thanh Hóa. Cú chạm bóng ở cự ly rất gần của Paulo Silva. Người đã để cho Quốc Phương qua mặt là Quốc Long. Trước đó thì Quốc Phương đã nhận được một cú mở bóng có thể nói là rất sáng sủa của Lê Phạm Thành Long. Quốc Phương mở bóng thoáng, không được. Mở bóng rất đẹp. Đây như là một sự đáp lễ của Quốc Phương dành cho Lê Phạm Thành Long. Cú mở bóng vừa tầm và cầu thủ được đào tạo từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện cú đá vô lê, bắt trái bóng đi thẳng về khung thành đối phương, nhưng đáng tiếc là cú tiếp bóng không đủ cảm giác đưa trái bóng đi vọt xa. Không được. Sẽ không có quả phạt. Đó là tình huống mà trọng tài Trương Hồng Vũ cho rằng cầu thủ đã bị ngã, là kết quả của một tình huống ăn vạ. Sẽ không có quả phạt. Đó là tình huống mà trọng tài Trương Hồng Vũ cho rằng cầu thủ đã bị ngã, là kết quả của một tình huống ăn vạ. Quả phạt lên và cầu thủ đã đóng kịch trong tình huống vừa rồi, phải nhận thẻ. Pha quay chậm đã cho chúng ta thấy một kết quả hết sức rõ ràng. Đối của cầu thủ Sài Gòn trong những phút vừa rồi không phải là quá tệ. Vấn đề là họ thiếu đi sự quyết đoán ở khoảnh khắc cuối cùng. Tiếng còi lại vừa cất lên. Thẻ đỏ trực tiếp. Đó là chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền đạo của câu lạc bộ Sài Gòn, Andres Vieira. Và nhìn gương mặt của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương ở ngoài sân thì chúng ta có thể hiểu được sự khó khăn mà câu lạc bộ Sài Gòn sẽ phải đối mặt từ phút này cho đến cuối trận sẽ là lớn đến như thế nào. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Có
góc máy thật sự là rất khó để có thể khẳng định được điều gì. Nhưng trọng tài Trương Hồng Vũ ở một góc quan sát không quá xa, một cự ly quan sát không quá xa, góc quan sát đủ tốt, có lẽ đã có được một nhận định đúng. Lê Phạm Thành Long, một cơ hội dứt điểm, không được. Cú đá trong vòng cấm của Paulo. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc bên cánh trái cho đội chủ nhà. Đánh đâu, không vào. Pha lướt lên của Paulo Henrik. Nhưng trước khi bóng đến với khung thành của đội khách thì nó cũng đã kịp chạm một hậu vệ của câu lạc bộ Sài Gòn. Paulo không vào. Rất lung túng với cơ hội của tình huống thứ hai. Một lần nữa chúng ta lại cảm nhận được sự thiếu nhạy bén của Paulo Silva, cho dù anh là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này. Còn trước đó là pha bóng đã thử thách Phạm Văn Phong được tạo ra bởi số 8 José Paulo Pinto. Cơ dứt điểm, tỷ số là 2-0. Bàn thắng quá thuận lợi cho José Paulo Pinto. Có thể nói là cực kỳ chống chảy thì José Paulo Pinto không thể bỏ lỡ cơ hội. Một cú đệm lòng ở cự ly khoảng 10m. Và thực ra trong pha bóng vừa rồi thì với góc máy quay chậm, chúng ta có thể hiểu được rằng José Paulo Pinto đã nhận được một đường truyền không hoàn toàn từ Paulo Silva Henrique. Công thành Nhật Tân. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 3 cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Người đã tiếp cận với khung thành của câu lạc bộ Sài Gòn là Hoàng Đình Tùng. Chúng ta cùng lại xem lại pha bóng dẫn đến bàn thắng của Hoàng Đình Tùng. Phạm Văn Phong đã xử lý lỗi, không hề có lỗi của Hoàng Đình Tùng. Pha áp sát tích cực của Hoàng Đình Tùng đã tận dụng được thời cơ. Phạm Văn Phong bắt trượt bóng và bóng rơi trúng vào chân của Hoàng Đình Tùng. Lê Văn Thắng vẫn còn cơ hội dứt điểm. Tỷ số là 4-0 cho Đông Á Thanh Hóa và đó là cú đúp. Có tới 6 cầu thủ áo vàng để đối mặt với 5 cầu thủ phòng ngự của câu lạc bộ Sài Gòn. Đồng đội đứng ở một vị trí không thuận lợi nhưng Trọng Hùng vẫn chuyền bóng. Thẻ vàng dành cho Trịnh Văn Lợi, người đã phạm lỗi trong pha tranh chấp vừa rồi. Người đang sân là Huỳnh Tấn Tài. Để bóng. Rất đáng tiếc là không có bàn thắng thứ 5 và đó cũng không phải là bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này dành cho Paulo Henrique. Cơ hội là rất nhiều và là những cơ hội ngon ăn. Nhưng Paulo Henrique mới chỉ tận dụng được có một lần trong trận đấu này.